Hướng dẫn nộp kinh phí công đoàn qua mã định danh tài khoản. Phần 1. Giới thiệu cấu trúc mã định danh tài khoản nộp kinh phí công đoàn. Mỗi doanh nghiệp được gắn với một mã định danh duy nhất khi thực hiện giao dịch nộp kinh phí công đoàn. Cấu trúc mã định danh của doanh nghiệp gồm 1 TLD cộng mã số thuế của doanh nghiệp. Trong đó, 1 TLD là mã định danh tài khoản của Công đoàn Việt Nam tại Vietinbank. 10 hoặc 13 ký tự sau là mã số thuế của doanh nghiệp nộp kinh phí công đoàn. Ví dụ, doanh nghiệp nộp kinh phí công đoàn là Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế ITC, mã số thuế là 0301481089. Mã định danh của doanh nghiệp nộp kinh phí công đoàn là 1TLD 0301481089. Phần 2. Hướng dẫn tạo giao dịch chuyển tiền nộp kinh phí công đoàn. Doanh nghiệp có thể thực hiện nộp kinh phí công đoàn qua mã định danh trên ứng dụng ngân hàng điện tử của các ngân hàng hoặc tại các điểm giao dịch Vietinbank trên toàn quốc. Trường hợp nộp kinh phí công đoàn trên ứng dụng ngân hàng điện tử, đầu tiên, doanh nghiệp thực hiện khởi tạo giao dịch nộp kinh phí công đoàn như sau. Bước 1. Đăng nhập ứng dụng ngân hàng điện tử mà doanh nghiệp mở tài khoản với user của kế toán viên. Bước 2. Doanh nghiệp chọn dịch vụ chuyển tiền và điền các thông tin thụ hưởng trên màn hình giao dịch. Lưu ý, số tài khoản chính là mã định danh tài khoản được xây dựng theo cấu trúc 1 TLD cộng mã số thuế của doanh nghiệp. Tên tài khoản sẽ tự động hiển thị theo mã định danh. Doanh nghiệp chọn ngân hàng thụ hưởng là Vietinbank nếu chuyển tiền từ ngân hàng khác. Sau đó nhập số tiền kinh phí công đoàn và nội dung chuyển tiền để hoàn tất việc nhập thông tin. Bước 3. Kiểm tra lại các thông tin và nhấn xác nhận chuyển tiền để chuyển cấp cao hơn phê duyệt. Sau khi khởi tạo thành công giao dịch nộp kinh phí công đoàn trên ứng dụng ngân hàng điện tử, doanh nghiệp thực hiện phê duyệt giao dịch chuyển tiền nộp kinh phí công đoàn bằng cách. Bước 1. Đăng nhập ứng dụng ngân hàng điện tử mà doanh nghiệp mở tài khoản với user của kiểm soát viên. Bước 2. Chọn duyệt giao dịch và chọn tiếp chuyển tiền. Bước 3. Kiểm tra lại thông tin và chọn phê duyệt giao dịch. Bước 4. Xác thực giao dịch bằng phương thức mà ngân hàng cung cấp cho doanh nghiệp. Bước 5. Màn hình báo chuyển tiền thành công, doanh nghiệp kết thúc giao dịch tại đây. Trường hợp thực hiện nộp kinh phí công đoàn tại điểm giao dịch Vietinbank, doanh nghiệp sử dụng ủy nhiệm chi nếu nộp bằng chuyển khoản hoặc sử dụng giấy nộp tiền nếu nộp bằng tiền mặt. Doanh nghiệp lưu ý ghi thông tin đầy đủ trên chứng từ gồm tên tài khoản của doanh nghiệp, số tài khoản trách nợ của doanh nghiệp, tên đơn vị hưởng, mã số định danh tài khoản, số tiền cần nộp, nội dung. Chúc quý doanh nghiệp có trải nghiệm tốt với dịch vụ nộp kinh phí công đoàn qua mã định danh tài khoản của Vietinbank.